cháo thực dưỡng chính xác luôn. Mọi người mua ngay cái này về nha, mọi người mua ngay cái này về, rất là tiện và rất là tốt nha mọi người. Cái này bà phụ nữ cho con bú uống được này, phụ nữ mang bầu uống được này, ông bà già uống được này, nói chung là trẻ con ăn được luôn. Nó rất rất là tốt. Đây cách ăn đây này, đúng rồi, cái này tốt lắm chưa? Úi giời ơi, em đã ăn hết 10 gói rồi. Tôi ăn hết 10 gói rồi. Nhưng mà mấy mẹ có hỏi chị ăn gì, chị ăn gì mà lại tăng sữa nhiều thế? Đéo ai đi quảng cáo. Tôi có phải đi mẹ tôi đi quảng cáo miễn phí à? Nhưng mà thực sự rất tốt nha, rất tốt luôn, tuyệt vời nha mọi người. Ai đang muốn giảm cân, nhiều chị bảo chị Hương ơi chị ăn cái gì, chị uống cái gì mà tại sao sau khi sinh chị không bị mập? Đây, bí quyết nằm ở cái này. Đây là cháo thực dưỡng rất là tiện và rất là ngon luôn. Rất là ngon nha mọi người. Đây trong gói này nó có 30 gói. Đây mọi người, cái này là của công ty Lachian, cái này của Trấn Thành Thành như này. Cái này là của Trấn Thành nha. Đó, của có công ty này là tổng giám đốc điều hành là Trấn Thành. Đó, nó có nhiều sản phẩm lắm nhưng mà thực sự có thanh có đức, nói chung nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái cháo thực dưỡng này và cái trà thực dưỡng này nha mọi người là rất tốt cho phụ nữ sau khi cho con bú này. Đúng rồi, muốn lợi sữa này, muốn giảm cân sau sinh này. Đó các chị, hoặc là muốn những ông bà già gọi ăn không tiêu này, hoặc là những người bị tiểu đường, những người bị tiểu đường. Đó, những người bị gọi là tim mạch này, những người bị cao huyết áp này. Đó, nói chung là rất nhiều bệnh. Tại vì cái này ấy, thành phần các chị nha. Đấy, đây cái này rất là tốt để tôi ăn luôn bây giờ cho các bạn xem. Em ăn 10 hết 10 gói rồi. Từ lúc gọi sinh đến giờ là ăn hết 10 gói rồi. Nhưng mà thật sự nhiều người hỏi lắm, lúc người hỏi là chị Hương ơi, chị ăn cái gì mà tại sao mà chị nhiều sữa vậy? Mình đâu có bán đâu, em thực sự em không bán những sản phẩm về lợi sữa. Em không bán sản phẩm về sữa, chính vì đâu mình đâu có thể quảng cáo với chị. Đúng không? Chị ăn cái này đi em ơi, mua đi ăn đi à. Đó. Có nghĩa là một gói là các chị đầu tiên em bảo chị mẹ một gói ăn gì? Một gói này thì ăn thế nào cho nó đủ được cho tôi. Nghĩ bụng. Ôi dồi ôi, tại cái này ấy là em được một cái bác sĩ ở trong bệnh viện là Từ Dũ giới thiệu này. Mình có chỗ nghĩ bụng chứ dồi ôi, một cái gói này ăn sao? Ăn làm sao được hết ăn, mẹ cái này chắc là thòm thèm. Nhưng mà thưa các chị, một buổi sáng em chỉ ăn cái này là em đã no căng bụng rồi. Nha, đây này có chị như thần thông biến hóa luôn. Đúng rồi, cháo thì dựa cái này là 499.000 mọi người. Và công ty hình như em đang được mua khuyến mại này mọi người. Nha, mua một cháo thực dưỡng này 499.000 sẽ được tặng một trà gọi là thực dưỡng gạo lứt linh chi. Cái này thì tốt lắm, cái này bố em uống vào ngủ ngon dã man, thải độc rất tốt luôn mọi người. Đây là cái này thì em chưa uống nhưng bố em uống, bố em nói trời ơi tốt, có Hương em mua cho bố 10 bịch nữa. Đây là cái này em đã mua cho bố em 10 bịch rồi và đang có chương trình khuyến mại, nên là mẹ nào mua nhanh luôn liền mẹ. Bao nhiêu người hỏi em là chị Hương ơi chị ăn cái gì, chị uống cái gì mà sao lợi sữa thế? Đây cho mọi người đấy nha, thấy nhìn không, một gói rất, khi mà bỏ ra rất là nhiều, các chị thấy không, khi mà bỏ ra ly này là rất là nhiều đó, có được một bát luôn, các chị ăn một bát luôn đó, đổ vào đây cho chị. Em mọi người em chế nước nha mọi người, cái này mọi người chế nước sôi nha. Đó các chị tới từ từ thôi, cái này có thể là đặc được, mình ăn đặc và ăn loãng được, giống như mình ăn bột. Cái này mà các chị mai sau với trẻ con đấy, ví dụ con ăn dặm, các chị con mà ăn dặm trong quá trình ăn dặm ấy là các chị có thể là mua cái này cho con ăn dặm luôn đó. Các chị thấy không, này đổ tiếp vào đi, nó như kiểu thần thông biến hóa. Tôi bảo trời ơi, đầu tiên tôi bảo chứ sao cái này làm sao mà mình có thể là đó, cho tiếp vào đi em, làm sao mà đủ mình ăn chứ. Trời ơi, hóa ra nó nhiều vô kể luôn. Rồi, thơm quá. Một gói nó rất là thơm, chỗ lức luôn, ăn nó chỗ các chị. Đây nha mọi người, đây nha, cái này là mình muốn ăn loãng thì mình pha loãng, muốn pha đặc thì mình pha đặc. Mà đặc biệt cái này nếu trẻ con các chị, nếu như ai mà có trẻ con mà đi đâu, đúng rồi, đi đâu mà chẳng hạn du lịch ấy, mà đôi khi ấy, mà không có bột, có bít cho con ăn ấy, là pha cho con ăn luôn. Là em nghĩ như vậy, nha, mặc bố em rất thích, bố em rất thích cái này. Tại bố em là bị bệnh là gọi là máu mỡ, bố em bị máu mỡ nên là bố em cũng hạn chế ăn mỡ rất là nhiều. Đấy các chị thấy không, một gói nha mọi người, pha là được khoảng, nói chung lấy một cái bát đấy là được một cái bát trong cái lòng cái bát. Còn nếu như pha cái này các chị, đây là em pha đặc cái này tại vì em không biết ăn loãng. Đó, các chị thấy không, đây nha. Đó, mà thần thông biến hóa lắm, mà ngon lắm nha mọi người. Thành phần các chị nha, thành phần nha mọi người, em đọc thành phần nha, thành phần của nó gồm gạo lứt này. Đây từ từ nha mọi người. Đó, gạo lứt nguyên cám này. Đó, đậu xanh, đậu ngự, đậu lăng đỏ, hạt chia, bột ca cao nguyên chất, Infomat, không biết là cái gì em không biết.
công dụng này, bổ sung dinh dưỡng giúp chuyển hóa mỡ thừa nhằm điều chỉnh chế độ ăn đối với người thừa cân, béo phì, giảm cân, giảm estrogen này, ổn định nhịp tim đối với người có bệnh, có các bệnh lý về tim mạch, giúp giảm nguy cơ sỏi thận, loãng xương, đau khớp, ổn định đường huyết do bị tiểu đường, ổn định huyết áp đối với người bị cao huyết áp, giúp giảm nguy cơ rối loạn tiền mãn kinh, giúp tiêu hóa tốt, lợi tiểu, giải độc cơ thể và đặc biệt rất lợi sữa nha mấy mẹ. Đây nào các chị này, đó là sự lan tỏa nha, không có cái gì tốt bằng sữa mẹ. Thực sự đến giờ này em nuôi 5 đứa con rồi, em có một kinh nghiệm là không có cái gì tốt bằng sữa mẹ nha. Là các chị nếu ai đang nuôi con bằng sữa mẹ hoặc đang trong tình trạng có bầu, các chị muốn ăn một sản phẩm vừa nhẹ bụng vừa không tăng cân và đủ chất thì các chị mua cái này, cháo thực dưỡng. Một gói này là 30, gọi là gói, các chị có thể ăn một ngày 3-4 gói tùy, và đặc biệt 100% từ thiên nhiên nha mọi người. Cái này rất nổi tiếng luôn đó, mà em uống cái này tại vì nhiều người chỉ tôi mới mua về, tôi uống tôi thấy ok, tôi uống 10 rồi, mà hôm nay chị khuyến mại lên là phải mua gấp, tôi phải bảo các mẹ là mua liền đi. Bà nào đang tăng cân này muốn giảm cân an toàn tuyệt đối thì ăn cái này nha, một ngày 3 gói cho em hoặc 5 gói cũng được, ăn thay cơm, ăn ít gọi là thịt mỡ vào, ăn ít đường ngọt, thôi ăn cái này, ăn rau xanh nó đảm bảo một tháng là 3-4 kg là chuyện bình thường. Các chị em là 55 kg, khi em có bầu là em 88 kg, trước có bầu em 59 kg, bây giờ em còn gầy hơn lúc chưa có bầu, em còn gầy lúc có bầu, em còn đang gầy hơn lúc chưa có bầu. Các chị lúc chưa có bầu em 59 kg, còn bây giờ em 55 kg nha mọi người. Đúng rồi, trà thực dưỡng, cháo thực dưỡng này, bây giờ tôi quảng cáo trà thực dưỡng này, các chị phải mua liền nha, không để hết khuyến mại đấy. Đây, từ đây là trà thực dưỡng các chị. Đây, cái này mới tuyệt vời này, cái này mới là thần thánh các chị này. Đây nha, một bịch này ấy là chỉ có 10 thôi, nhưng mà đúng là đáng đồng tiền bát gạo nha các chị. Cái này là mọi người nó được làm từ cái này, ngủ rất ngon, nhưng cái này bố em uống bố rất thích nha. Thành phần của nó này nha, gạo lứt rồng nguyên cám, đậu đen xanh nòng, nấm, linh chi đỏ đó, kỳ tử, táo đỏ, sơn tra, hà diệp. Ôi dồi ôi, đây là mọi người đây này nha, lên các chị nhà. Cái này này nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng giúp chuyển hóa mỡ thừa, làm điều chỉnh chế độ ăn uống đối với người thừa cân, béo phì, giúp giảm cholesterol, ổn định nhịp tim đối với người có các bệnh về tim mạch, giúp nguy cơ rối loạn tiền mãn kinh, giúp tiêu hóa tốt, giải độc nhanh, thanh lọc cơ thể. Có nghĩa là các chị kết hợp cái này này, các mẹ không cần uống thuốc giảm cân nha các chị. Các chị nên nhớ rằng là giảm cân hiệu quả nhất ấy là 70% ăn uống. Các bà cứ giảm cân uống các loại thuốc vừa vào vẩn vào trong những lúc mà các bà gì, các bà mẹ và cuối cùng là hỏng thận ấy, suy thận ấy. Tại vì đôi khi mình uống những cái thuốc mà nó không, mình không biết rõ nguồn gốc, hoặc thuốc vớ vẩn nó PA lên các chị, làm mình sẽ bị suy thận. Tại vì cái nó uống những chất nó nhiều quá vào, cái thận mình không lọc được là mình sẽ suy thận, là mình chết vì bệnh thận đó các chị. Chưa giảm được cân đã chết bệnh thận rồi. Nên các chị cứ tìm những sản phẩm gọi là nguồn gốc thiên nhiên cho em. Và đặc biệt cái này rất là hay, có 10 gói thôi các chị, nhưng mà một gói này là cả nhà mình uống được trong vòng một ngày nha các chị, hay không? Pha này đây, thứ nhất các chị có thể ủ vào bình ủ nha, trong vòng là 40 phút, nếu không cần đun cho nước ấm, cho nước sôi đủ 40 phút. Còn nếu như muốn nhanh hơn là các chị đun nước với nhiệt độ 100 trong vòng 20 phút nha mọi người. Khi các chị đun lên này, nó hay nha này, là tất cả những cái chất đó, đây đây chị, cái xìa đây, lấy cái xìa, nó sẽ nở ra đây không ạ, hay lắm nha các chị. Đây, giỏi các chị xem nha. Đây, trà thực sự các chị, đây các mẹ đây nha. Đó, trước khi mà mình đun ấy các chị thấy không, là một gói này, này các chị thấy không, một gói trà này hay lắm, cái này hay lắm mọi người, hay lắm, mua ngay đi. Đây cái này này mọi người nha. Đây, trong cái này là có gạo nước nguyên cám này, chỗ kỳ tử này, táo đỏ này, rồi là cái gì đây, đậu xanh nồng này, nấm, linh chi này đó, nói chung là sơn trà, hà diệp. Đây, tất cả đã đỏ trộn đây rồi, các chị uống đã trong đây rồi, mà nó đã được rang, nói chung là rang sấy rồi đó. Các chị chỉ việc mua về, sau đó hãm vào bình trong vòng 40 phút, hoặc là mình sẽ đun trong vòng là 20 phút. Các chị thấy không, đây nha, tôi cho xem, chỗ cái này uống ngon lắm, chỗ uống ngon cực kỳ luôn. Đây các chị đây nha, khi mà mình hâm xong các chị thấy không, đây
thì tất cả nó sẽ nở ra. Mày lấy cái này to một tí đi mày. Đây. Các chị nó sẽ nở, các chị thấy không, đây là chị đặt chưa là đấy nhau nha. Khi các chị bắt đầu họ hãm xong, các chị thấy không, là tất cả những cái chất này nó sẽ nở ra này. Đó, các chị thấy không, kỳ từ các kiểu này, táo đầu, táo tỏ, nói chung là đủ các loại chất đây này, nó sẽ nở ra, nó sẽ là bung ra. Các chị thấy không, nó nguyên một bình như này, các thấy không này, nó nguyên một bình, các chị thấy không này, nó nguyên một bình này đó. Đây nó nguyên một bình, các chị thấy không, nó nguyên bình đây đây, các chị thấy không, nó rất là nhiều luôn. Có là khi trong cái bịch ấy các chị tưởng rồi mẹ trời ơi, 400 bao nhiêu, 419.000 mà nó mắc thế, nhưng mà thực sự nó không hề mắc, không hề mắc luôn các chị. Tại một bình một cái này các chị, ôi hôm nay em bảo chứ 10 gói, lần đầu tiên em nghĩ như vậy đấy, em bảo chứ 10 gì mắc thế, 10 gói, ôi một 10 gói và 4 tính mắc, nhưng mà không hề mắc, tại vì uống được cả gia đình mà, và uống được cả nhà luôn nha các chị, cả nhà và cả gia đình luôn đó. Một gói là các chị đây, em bỏ ra được một cái đĩa luôn này, một gói là các chị thấy không, để được một cái đĩa luôn đó, và cái ngâm hãm trong đây ấy là bắt đầu để trong vòng 40 phút đó. Nếu như bình thường muốn uống từ từ, còn nếu không các chị có thể hạ nấu trong vòng 20 phút các chị uống, cứ từ từ các chị uống xong mình chắt nước mình uống xong mình đổ nước vào mình hãm tiếp, hiểu không? Như em là em tiết kiệm các chị hiểu không, là em mẹ một gói này là em uống cả ngày, mà bố em uống, bố em rất là khen, bố nói là ngủ rất ngon nha. Đây là cái này, những chị nào mà sau khi bị gọi là những chị nào mà sau khi mà covid mà mất ngủ đấy, các chị uống cho em nha, thải độc đó, thải độc cơ thể, mất ngủ, rồi là những chị nào tim mạch, mà đặc biệt những chị nào bị muốn giảm cân, các chị đây là thực phẩm giảm cân an toàn tuyệt đối, tại vì 100% là thiên nhiên đấy, các chị thấy không đó nha. Sau các chị rót tôi uống, các chị nọc ra đấy, các chị em uống cả bã, vấn đề gì đâu, các chị nọc ra này đây, các chị uống cho em đó, cái này xong rồi hết các chị lại đổ nước đun tiếp. Nói chung là tôi đun khá nó trắng ẩn thôi, ăn mẹ bã luôn, tôi không có đổ bã đi, tôi là tiết kiệm mà, nói chung là dân tiết kiệm mới giàu được, không tiết kiệm sao giàu. Các chị em là chờ em ăn mẹ bá luôn, các chị ngon lắm, em là em chơi cả bã, không có gì đổ đi, không có gì vứt đi, những người khác người ta vứt đi, còn em ăn giống như cháo thôi, các chị giống như cháo thôi, gọi là trà thực dưỡng như mọi người đó, ngon luôn. Ăn luôn, đúng rồi, ăn ngon luôn các chị, ngon luôn đấy, ngon không, ngon luôn, rất là tốt. Chương trình khuyến mại đặc biệt đó, duy nhất, và các mẹ không mua thì uổng nha các chị. Em mới mua 10 gói xong, để các chị cũng mua đi nha. Cái này là cháo thực dưỡng 499.000, sẽ được tặng một trà thực dưỡng đó, trị giá 419.000, tính ra không có mắc, có 200 mấy chục nghìn, có 200 mấy chục nghìn, mà 200 mấy chục nghìn ấy, các chị nghĩ đi, là mình ăn được, đúng không? Tính ra là có 200 mấy chục nghìn gói à? Đúng không? Mà nó cứ cực kỳ rẻ luôn đấy. Cứ chị nghĩ đi, nếu như mình có một gói này 490 thì hướng thấy hơi mắc ha. Nhưng mà nó tặng thêm cái gói này nữa đúng không? Là chỉ có thành ra tính ra là có 200 mấy à? 200 mấy chục nghìn, em hỏi các chị là cái chị mua cái gì được 200 mấy? Cứ chị nghĩ đi, có 200 mấy một gói mà mình uống được, nếu mà gói này mình uống được trong vòng 10 ngày này. Một ngày là một gói thôi. Đó, tốt cho cơ thể, cho tim mạch, giảm cân. Đó, gọi là tăng sữa. Tốt đó. Thứ hai, cái này ăn giảm cân, tăng kích sữa, đặc trị biệt những chị nào tiểu đường nha, chị nào có bố mẹ đang bị tiểu đường nha, các chị khuyên các chị mua cái này đi, đặc biệt những người nào tiểu đường như mẹ em là bị tim mạch đây này, là mẹ cũng ăn, bố em cũng ăn đó, nhà em là bố mẹ em là ăn hết cái này, và bố mẹ em rất là khen, bản thân em ăn em cũng rất là, em mua em ăn xong em thấy ok thì em mới đầu em quảng cáo đấy mọi người.